con ta bán cá để phóng sinh này. Chỉ sóc này mới không sóc này. Nên sóc này cũng được phóng sinh luôn. Con biết mấy con này sóc không? Sóc cậu ơi. Sóc bên mình cũng nhiều quá. Thank you.
cây này trước lên nó thiếu giờ nó lớn lên quá trời bông rồi. Con ọc. Cái này kêu cái gì ta? Nó giống cây sim nè nhưng mà nó có cái tên này thua rồi. Hồi trước nhỏ nhỏ giờ nó lớn lên nó bông quá trời luôn. Lấy túi ẩm nè, mau lên. Mimi ơi, Mimi đi chơi mà vắt ẩm hoài à. Mệt Mimi lắm rồi đó nha. Mimi. Còn nữa trong quá trình xây dựng nữa mình xây dựng rồi luôn chưa xong nữa. Có nhóm cái chợ nhỏ nhỏ này, khoai đã không rồi chị. Đây là chợ trồng hổm. Các khoai càng dễ đam kia nó mấy cá dưới đồng ta đem lên đây ta bán rồi mà. Mấy chị em ở dưới đồng ta đem gánh hàng lên đây bán cái chợ trồng hộp.
đi. Đi vô kìa, cái thằng đó nó nằm ở đó kìa, mày đi đường đó đi, lên đây. Lên đây. Lên đây. Không biết có nhưng mà tôi cũng từng nghe nói mà người ta nhìn và anh ta nói là trên nó cắn rồi. Cái cỏ này nó chậm nhưng chắc chắn nhiều bạn này mình không thôi cho mình cắn này phải tiêu lỏng trên núi cắm này mình còn này là chùa mà như thế nào mình còn cá nước biển ở trên này có nữa, ở này cá nước biển cá cánh lục, coi cái cá biển trên này nó luôn. Này cái cầu đi bên đây nè, chỗ đó mình đi không nhỉ, không nhỉ, cái chùa
Ở đây cũng có cá, không phải chờ cá.